trận chiến đồi 875 Đắc Tô trong sách giáo khoa của Mỹ. Chiến dịch Đắc Tô diễn ra từ ngày 3 đến ngày 22 tháng 11 năm 1967, được Mỹ xem là một trong những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong chiến tranh Việt Nam. Các bạn cần phải lưu ý rằng có hai chiến dịch đều tên là chiến dịch Đắc Tô, một được thực hiện vào năm 1967 và một chiến dịch được gọi là chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh, được thực hiện vào năm 1972. Chiến dịch Đắc Tô năm 1967 chủ yếu là do quân giải phóng đụng độ với quân đội Mỹ, còn chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh năm 1972 là quân giải phóng đụng độ với cả quân Việt Nam Cộng Hòa. Hai chiến dịch Đắc Tô thì đều diễn ra tại xã Tân Cảnh, nay là thuộc thị trấn Đắc Tô của huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin được đề cập tới chiến dịch Đắc Tô được thực hiện vào năm 1967. Phía Mỹ gọi đây là chiến dịch MacArthur, với các trận đánh ở các cứ điểm E-42 thuộc xã Tân Cảnh, nay thuộc địa bàn thị xã Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Nhiều trận đánh tiêu biểu ở trên các ngọn đồi như 1338, 664, 830, 882, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là trận đánh tại đồi 875. Đây là chiến dịch mà Mỹ đã bị rơi vào kế địa hổ Ly Sơn của quân giải phóng, bởi mục đích của quân giải phóng là tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, thu hút lực lượng cơ động của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa lên Tây Nguyên, tạo điều kiện để cho chiến trường quân khu 5 và toàn miền tiêu diệt Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, chống phá Bình Định, sẵn sàng đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ 3 của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Thực hiện nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, ngày 10 tháng 9 năm 1967, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định mở chiến dịch Đắc Tô. Mục đích của ta là nhử địch vào thế trận đã chuẩn bị sẵn, tiêu diệt từng tiểu đoàn Mỹ phản kích, tiến tới đánh thiệt hại nặng những đơn vị lớn hơn của chúng. Kế hoạch của ta cụ thể như sau. Trước hết, sử dụng đại đội 1 của trung đoàn 40 pháo binh với tiểu đoàn 6, trung đoàn 24 bộ binh đưa pháo lên chốt ở Ngọc Bơ Biêng, biến đây thành nơi thu hút quân địch, buộc quân Mỹ phải giải tỏa để ta tiêu diệt, đồng thời bố trí lực lượng ở cao điểm 875, biến đây trở thành điểm quyết chiến của chiến dịch. Vì đây là nơi có địa hình và các điểm cao nằm ở trung tâm không gian chiến dịch, mà cao điểm 875 là một trong những cao điểm tương đối đột xuất, khống chế các vùng xung quanh, đồng thời cũng là cao điểm xa các trận địa pháo binh Dark Mort Lincoln của Mỹ. Theo kế hoạch, điểm cao 875 được ta xây dựng thành một trận địa phòng thủ kiên cố, có hệ thống hầm hào vững chắc sâu tới hàng chục mét, tránh được bom pháo của địch. Ta dự kiến khi quân Mỹ đổ quân vào sâu phải lần lên đánh cao điểm sẽ tạo được thời cơ để ta tiêu diệt. Đúng như dự định của ta, sau khi phát hiện được sự xuất hiện của bộ đội chủ lực ta ở Kon Tum, ngày 2 tháng 11, quân Mỹ đổ quân lên Đắc Tô, thiết lập hai trận địa pháo ở Pleikon và Dark Mort. Trận quyết chiến giữa hai bên chuẩn bị bắt đầu. Do diễn biến và quy mô của chiến dịch Đắc Tô rất rộng lớn, nên hôm nay tôi chỉ tập trung vào trận đánh tiêu biểu nhất của chiến dịch, đó là trận đánh ở đồi 875. Dưới đây là trang tư liệu của Đại học Đông Michigan thuộc danh mục lịch sử chiến tranh, viết về trận đánh ở đồi 875 dưới dạng biên niên sử. Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã hiệp đồng tác chiến nhiều tháng nay để kiểm soát vùng được gọi là cao nguyên Trung Phần. Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn đồ rằng ngọn đồi có độ cao 875m này là điểm cao khống chế đối với những tuyến chính yếu được quân giải phóng sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế và hành quân. Rằng nếu chiếm được đồi 875 thì có thể chặn được nguồn nhân lực vật lực từ Bắc Việt được chuyển dọc theo đường biên giới vào Nam Việt Nam. Chiến thuật của quân đội Mỹ. Kế hoạch tác chiến ban đầu là tiểu đoàn 2, lữ đoàn không vận 173 sẽ tiến dần lên đỉnh theo đội hình tam giác. Không lực Mỹ sẽ yểm hộ cho bộ binh hành tiến bằng không kích nhằm tiêu diệt thật nhiều quân giải phóng, làm giảm sức đề kháng của đối phương với tiểu đoàn số 2. Diễn biến trận đánh. Ngày thứ nhất, ngày 19 tháng 11 năm 1967, khi tiểu đoàn 2 lên tới những sườn núi ven điểm cao 875, họ đã lọt vào hỏa lực dày đặc của đối phương, sử dụng súng bộ binh RPG, tức là B-40 và lựu đạn. Cuộc chiến diễn ra ở cự ly gần đến mức xảy ra giáp lá cà. Tiểu đoàn 2 quân đội Mỹ phải đánh nhau suốt 2 ngày mới có viện binh đến. Ngày thứ hai, tiểu đoàn 4 trên 173 của Mỹ được không vận đến dãy đồi cạnh cao điểm 875, tiến lên hợp quân với tiểu đoàn 2. Lúc này đã chịu nhiều thương vong, quân của tiểu đoàn 4 tiến lên con đường mòn rải đầy xác lính Mỹ và cả tử sĩ của đối phương. Đến ngày thứ ba, vừa rạng đông, quân Bắc Việt đã dùng súng cối bắn vào vị trí đóng quân của quân Mỹ.
quân Bắc Việt đã xây dựng được một hệ thống hỏa lực với các tuyến bắn phối hợp tinh vi. Họ đã điều khiển hỏa lực để tạo ra một giải bắn có tác dụng thu hút sự chú ý của quân Mỹ, giúp cho một số bộ đội Việt Nam có thể bí mật luồn sâu vào phía sau đội hình của quân Mỹ đã ở trên đỉnh đồi. Chiến thuật nghi binh này sẽ còn phát huy hiệu quả trong suốt ngày thứ tư. Ngày thứ tư, buổi sáng lại bắt đầu với trình tự giống như những ngày hôm trước, với hỏa lực súng cối và súng bộ binh của quân Bắc Việt. Quân Mỹ nhận được lệnh cho phép rút khỏi đỉnh đồi với một tọa độ cho trước, triển khai một vành đai phòng ngự tại đó và chờ viện binh đến. Vì quân Mỹ trong hầm bị bao vây bởi quân Bắc Việt, họ không thể dự đoán liệu tình hình sẽ còn xấu hơn tới mức nào. Một phi công Mỹ nhận lệnh của chỉ huy không lưu ném bom đồi 875 ở tọa độ sao cho có thể quan sát được bom napalm nổ. Viên phi công bị đèn chiếu làm lóa mắt và đã chọn sai hướng tiếp cận khi bổ nhào xuống đồi 875. Hướng tiếp cận do phi công Mỹ chọn khiến quả bom rơi vào vị trí mà tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 4 đang đóng chân. Vì vậy, khi quả bom được ném xuống đã nổ trúng một trận địa của quân Mỹ, quét sạch gần như toàn bộ sinh lực Mỹ tại đó. Tom Remington, một lính Mỹ thuộc tiểu đoàn số 2, sợ rằng bom sẽ tiếp tục được ném xuống đây, đã điên cuồng vồ lấy một điện đài, gọi về căn cứ, thét lên, dừng ngay những cuộc ném bom bỏ mẹ kia, không được để chúng tiếp tục ném bom, chúng đang giết hết chúng tôi ở đây. Những ai còn sống sót sau quả ném bom nhầm đã bồn chồn lo lắng suốt cả đêm, lo quân Bắc Việt sẽ đến. Theo cựu binh Mỹ Rocky, họ đã bàng hoàng khi chờ cả đêm thời khắc quân Bắc Việt tiến vào vị trí của Mỹ. Nếu điều này xảy ra, số lính Mỹ kẹt lại trên đỉnh đồi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngày thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 1967, buổi sáng hôm sau không có gì khác biệt nhiều so với những ngày hôm trước khi quân Bắc Việt vẫn nổ súng. Tình thế này làm dấy lên một câu hỏi, phải chăng họ, tức bộ đội Việt Nam, định chờ trời sáng để tới tiêu diệt hết quân Mỹ trước khi viện binh Mỹ kịp đến? Những lính Mỹ sống sót sau trận ở đồi 875 đến hôm nay vẫn đang khắc khoải tự hỏi vận may nào đã cứu họ thoát khỏi vòng tử thần trong đêm 22 tháng 11 ấy. Một phóng viên chiến trường của AP tường thuật, một đơn vị Mỹ đang chiến đấu giành lại sự sống và trận rội bom nhầm của máy bay không quân đã giết chết 20 lính bị thương trước đó, 8 chiếc trực thăng bị bắn hạ khi cố gắng di chuyển những người bị thương khác vào sáng hôm đó. Không có cách nào để đưa những lính Mỹ bị thương hoặc bất kỳ ai ra khỏi chiến trường. Cách duy nhất để phân biệt người còn sống và người đã chết là khi chứng kiến pháo cối của kẻ thù rội vào. Những người còn sống đổ xô không một chút xấu hổ vào những bong ke bé nhỏ được đào trên đỉnh đồi. Những người bị thương thì quằn quại bò tới ẩn nấp sau những bụi cây đổ xuống đất. Chỉ còn những người chết là không cử động, đứng sừng sững trong các bong ke hoặc nằm sóng xoài trên đất nơi họ bị đạn hạ gục. Chỉ tính riêng trong 2 ngày từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 năm 1967, trong tổng số 570 lính Mỹ tham chiến ở đồi 875, có tới 123 lính bị chết, 252 bị thương. Tiếp đó, ngày 27 tháng 11 năm 1967, Trung đoàn 147 của quân giải phóng tiếp tục diệt gọn một đại đội lính dù 173 của Hoa Kỳ tại đây. Một phóng viên Nhật Bản đi cùng lữ đoàn dù 173 của Mỹ đã tường thuật rằng, tại cao điểm 875 gần biên giới, bộ đội chính quy của Bắc Việt Nam đã đánh những đòn rất dữ dội, xác và bao lô lính Mỹ từ trận chất cao như núi. Cho đến 12 giờ ngày 22 tháng 11, đại đội 7 quân giải phóng vẫn giữ được các chốt do dự trữ đạn dược không còn nhiều. Chủ trương của Bộ Tư lệnh Chiến dịch quân giải phóng là khi giải quyết xong thương binh liệt sĩ sẽ bỏ chốt. Thực hiện ý định đó, đến 18 giờ 40 phút ngày 22, quân giải phóng đã bỏ chốt 875, chỉ để lại một trung đoàn 12 ly 7 và một trung đoàn cối 82 cơ động kiềm chế địch. Quân Mỹ tiến lên đồi chỉ gặp một số hỏa điểm thưa thớt, những cuộc chạm súng lớn đã không xảy ra. Đến 24 giờ, lính Mỹ lên được đồi 875 thì quân giải phóng đã rút. Kết thúc chiến dịch Đắc Tô, Bộ Chỉ huy Mỹ cho máy bay ồ ạt ném bom napalm trong một phạm vi rộng để tiêu hủy trận địa. Ngày 28, lực lượng dự bị của lữ đoàn 173 cùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 12, quân đội Hoa Kỳ tới tham chiến, nhưng quân giải phóng miền Nam đã chủ động rút lui. Trong khi đại quân của Mỹ bị vô hiệu hóa, một số hỏa điểm thưa thớt còn sót lại, những cuộc chạm súng lớn đã không xảy ra, quân Bắc Việt đã rút lui về hậu cứ ở vùng ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Trận đánh trên đồi 875 đã mở đường cho cuộc chiến tranh giành các ngọn đồi trên khắp Tây Nguyên về sau. Theo cựu binh Mỹ Ray Smith, thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn thiết giáp 69, trong số 570 lính Mỹ tham chiến trên đồi 875 có 340 binh sĩ, đúng 60% bị loại khỏi vòng chiến đấu, tức là bị chết hoặc bị thương. Thời hậu chiến, cho đến ngày nay một số kênh truyền thông phương Tây vẫn đặt ra câu hỏi vì sao một loạt trận đánh lại dấy lên ở những ngọn đồi không đóng vai trò rõ rệt trên bản đồ chiến lược của tướng Giáp. Trong hồi ký tường trình của một quân nhân trang 280, tướng Westmoreland cho rằng lúc đó quân Mỹ đã đánh lui quân địch ra khỏi những ngọn đồi này, rằng quân Bắc Việt không thu được gì.
Nhưng những học giả của Mỹ lại cho rằng tướng Westmoreland đã bắn trượt. Theo Edward Murphy, trong cuốn Cuộc chiến tranh trên những ngọn đồi xuất bản năm 2003 cho đến tháng Giêng năm 1968, tức là trước cuộc tấn công Mậu Thân, nửa số lực lượng cơ động của Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã bị rút khỏi các thành thị và đồng bằng và hoạt động chiến đấu ở các vùng đồi núi. Trong chiến dịch Đắc Tô, theo truyền thông phương Tây, đã có 16.000 lính Mỹ tham chiến để chống lại chỉ khoảng 6.000 quân giải phóng. Truyền thông phương Tây không nghĩ rằng chiến dịch Đắc Tô của quân giải phóng chỉ đơn thuần là đòn nghi binh. Theo hãng thông tấn AP, trong 21 ngày thực hiện cuộc chiến ở Đắc Tô, đã có ít nhất 285 lính Mỹ tử trận. Về phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam, chiến dịch Đắc Tô năm 1967 được coi là chiến thắng to lớn vì đã làm tiêu hao nặng những đơn vị hiện chiến nhất của quân Mỹ và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Đồng thời nó cũng đấm thẳng vào thông điệp mà tướng Westmoreland gửi tới câu lạc bộ báo chí ở Washington vào tháng 11 khi ông tuyên bố rằng năm 1968 sẽ là năm kết thúc của chiến tranh. Chiến dịch Đắc Tô cũng là một trong những chiến dịch góp phần làm nghi binh khiến lực lượng quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không co cụm ở các thành phố lớn mà phân tán lực lượng lên Tây Nguyên và các vùng rừng núi. Điều này tạo điều kiện vô cùng quan trọng để chúng ta mở chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại một like và đăng ký kênh nhé.